Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cao Khang, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn Việt Nam dự thi cho biết, chiều ngày 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam tại Slovenia đã diễn ra lễ bế mạc Olympic vật lý châu Âu. Đoàn Việt Nam đã giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 2 huy chương bạc thuộc về Nguyễn Tuấn Phong, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh và Phạm Trung Kiên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Huy chương đồng thuộc về học sinh Lê Thùy Mai Anh, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Năm 2022, đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Âu. Đây là 5 học sinh được Hội vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Olympic vật lý châu Âu là một trong 2 kỳ thi cấp cao nhất về vật lý sau kỳ thi vật lý quốc tế. Olympic vật lý châu Âu dành cho học sinh trung học phổ thông các nước châu Âu và một số quốc gia khác với tư cách khách mời, trong đó có Việt Nam. Mỗi nước tham gia cử 5 học sinh dự 2 phần thi lý thuyết 5 giờ và thi thực hành 5 giờ.